Pháp đại chiến Tây Ban Nha, sự kinh điển của bóng đá châu Âu, mà đối đầu của những vị tinh tú sáng lạn nhất tại Euro lần này giữa hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Một bên thì sở hữu đội hình cả trăm tỷ nhưng lại có lối chơi mờ nhạt, kém thuyết phục và phải chạy chật mới có thể tiến vào bán kết. Với lượng sinh khí chiến đến từ hàng thủ vững chắc, bên còn lại là tập thể cộng hưởng của sức trẻ và kinh nghiệm, sở hữu lối đá tấn công bùng nổ với phong độ hủy diệt. Hàng thủ tốt nhất đối với hàng công mạnh nhất. 2 giờ rạng sáng ngày 10 tháng 7 tại cầu trường Allianz Arena, Pháp và Tây Ban Nha sẽ bước vào màn kịch chiến và tấm vé đầu tiên đến với Berlin tranh đoạt ngôi vương sẽ được ấn định. Như đã nói ở trên, tình thế lúc này giữa Pháp và Tây Ban Nha hoàn toàn trái ngược như ngày và đêm vậy. Với đội tuyển Pháp, họ là đội được khán giả và giới chuyên môn kỳ vọng nhiều nhất. Nhưng kỳ vọng nhiều bao nhiêu thì cảm giác thất vọng lại nhiều bấy nhiêu. Sở hữu những mũi công sáng giá như ứng viên bóng vàng Kylian Mbappe, cơn lốc đường biên Ousmane Dembele hay những cái tên khác như Antoine Griezmann, Marcus Thuram, Kolo Muani. Ấy vậy mà Pháp mới chỉ ghi được 3 bàn tại Euro lần này. Mà đáng nói hơn, không có bàn nào từ một tình huống bóng mở, chỉ có một bàn được chấm penalty và 2 bàn còn lại người Pháp phải nhờ đối phương của mình ghi bàn dùng. Tuy lối chơi có phần nhạt nhòa, vô hồn, nhưng bằng một cách nào đó, Pháp vẫn góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất tại kỳ Euro lần này. Những người góp công lớn nhất cho gà trống lúc này phải là những hậu vệ. Những tiền vệ có thiên hướng chơi phòng ngự là những William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernandez, Jules Koundé, là bộ ba máy cày N'Golo Kanté, Adrien Rabiot và Adrien Tchouameni. Chính nhờ sự chắc chắn và tỉnh táo của những cái tên trên mà đoàn quân của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps mới chỉ phải nhận đúng một bàn thua và là đội có hàng thủ tốt nhất giải đấu. Sự xù xì, gai góc trong lối chơi của Les Bleus dù có thể không thỏa mãn được sự kỳ vọng của nhiều người, nhưng ít ra những người Pháp vẫn có thể hài lòng với những gì mình đang trình diễn. Tấn công mang lại bàn thắng, nhưng phòng thủ mới là thứ giúp bạn chiến thắng. Và đội bóng đã từng 2 lần vô địch Euro đang cố gắng có được lần thứ 3 lên ngôi, cũng chính bằng cái cách mà họ có được cúp vàng thế giới trên đất Nga hồi 6 năm trước. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặt trận tấn công của tuyển Pháp lúc này thực sự đáng báo động. Mà một trong những nguyên nhân khiến cho hàng công của gà trống quá tịt ngòi có thể bắt nguồn từ chấn thương gây mũi của Kylian Mbappe. Ai cũng biết Ninja Rùa đang là linh hồn, là đầu tàu của tuyển Pháp lúc này, đang phải dựa dẫm khá nhiều vào sự tỏa sáng của cựu sao PSG. Việc cầu thủ sinh năm 1998 phải đeo mặt nạ thi đấu không chỉ che mất đi những điểm mạnh của anh, mà che mất cả những sự tươi sáng trong lối chơi của Les Bleus. Một khi Mbappe không có sông sáo, thần tốc trong những pha chạy nước rút, hay nói đúng hơn là bị rén cho những pha va chạm với đối thủ, thì những người đồng đội của anh cũng trở nên chùn bước. Đã vậy, một khi có cơ hội, bản thân các chân sút của đội tuyển Pháp cũng không có được sự sắc sảo, lạnh lùng cần thiết để có thể đánh bại các thủ môn. Kể từ khi bước vào vòng knockout, Pháp đã phải đối mặt với 2 tên tuổi lớn là Bỉ và Bồ Đào Nha. Nếu như trước Bỉ, đoàn quân của thầy trò huấn luyện viên Deschamps vẫn thể hiện được sự vượt trội và có bàn thắng muộn nhờ pha phản lưới của Jan Vertonghen, thì trong trận đấu vừa rồi với Seleção châu Âu, họ đã bị Ronaldo và các đồng đội có phần lấn lướt hơn và phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu. Không bị thủng lưới là một chuyện tốt, nhưng khi đối đầu với các hàng công cực mạnh như Tây Ban Nha ở bán kết sắp tới, chắc chắn mọi chuyện sẽ không hề dễ chịu một chút nào. Về phần mình, Tây Ban Nha mới là đội được đánh giá có khả năng vô địch cao nhất theo nhiều chuyên gia. Không còn là một Tây Ban Nha đầy biến ảo với những đường truyền tiki-taka làm trắng mặt đối thủ nữa, mà bây giờ là một Tây Ban Nha với một hình ảnh hoàn toàn khác. Trực diện hơn, tốc độ hơn, pressing và chạy nhiều hơn. Rõ ràng huấn luyện viên Luis de la Fuente đang mang lại một làn gió mới giúp cho lối đá của La Roja trở nên đáng xem hơn bao giờ hết. Trong 4 đội còn lại, Tây Ban Nha là đội duy nhất toàn thắng với cả 5 trận trong khoảng thời gian thi đấu chính thức mà không cần phải nhờ đến loạt penalty. Thậm chí ở vòng bảng, mặc dù phải rơi vào bảng đấu được coi là tử thần với sự hiện diện của Italia và Croatia, nhưng Tây Ban Nha vẫn xử đẹp một cách hoàn hảo. Sau đó, họ thắng ấn tượng Georgia ở vòng 16 đội và loại luôn đội chủ nhà Đức ra khỏi giải đấu. Thứ giúp La Roja thăng hoa chính là một hàng công đang có phong độ hủy diệt. Tổng cộng họ đã ghi được 11 bàn thắng tại kỳ Euro lần này, tốt nhất giải đấu, và có đến tận 8 cầu thủ khác nhau thay phiên điền tên mình lên bảng tỷ số. Điều đó cho thấy rằng Tây Ban Nha không chỉ hay trong tấn công mà họ còn là một sự đa dạng nhất định trong các bài đánh của mình. Mà điều đáng nói ở đây, dàn cầu thủ của xứ sở đấu bò đa phần là các cầu thủ trẻ. Trong tay huấn luyện viên Luis de la Fuente đang sở hữu 2 cái tên cực kỳ sáng giá nơi hai hàng lang cánh là Nico Williams và Lamine Yamal. Bên cạnh đó là đội trưởng chủ công Alvaro Morata. Để nói về tầm quan trọng của hai tài năng trẻ này, chúng ta chỉ cần xem trận tứ kết với Đức là rõ. Sau khi có được bàn thắng trong hiệp 2, vị chiến lược gia 63 tuổi rút 2 cầu thủ này ra sân
nhằm tăng cường hàng thủ, nhưng điều đó cũng khiến họ đi đánh mất thế trận, không thể lên tấn công được và bị những cỗ xe tăng Đức gỡ hòa ở thời điểm cuối trận. Ngoài ra, đội hình của Tây Ban Nha còn được sự cân bằng về trình độ giữa các cầu thủ ở hàng tiền vệ lẫn hậu vệ. Ở tuyến giữa thì bộ ba Fabian Ruiz, Pepri và Rodri giúp La Rosa kiểm soát tốt thế trận. Còn ở hàng hậu vệ với những Emerick Laporte, Dani Carvajal, Lenormand và Cucurella thì có thừa sức chiến đấu. Có thể nói Tây Ban Nha lúc này đang là công thủ toàn diện và khó tìm ra điểm yếu. Lẽ dĩ nhiên, ở trên bàn cân lúc này, La Rosa mới là những người được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trận tứ kết với tuyển Đức đã khiến cho Tây Ban Nha không chỉ mất sức mà còn để lại những tổn thất lớn về mặt lực lượng. Đầu tiên phải nói đến là chấn thương của Pepri sau pha va chạm với Toni Kroos đầu trận. Anh được dự đoán bong gân bên trong đầu gối trái và đã được Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha xác nhận phải rời giải đấu ngay lập tức. Ngoài ra, Lenormand và Dani Carvajal sẽ vắng mặt trong trận đấu tới vì án treo giò. Sẽ là bài toán nan giải cho huấn luyện viên Luis Lafuente khi tìm người lắp vào những khoảng trống. Rất có thể Nacho, Dani Olmo, những người đã chơi rất tốt trong trận đấu với Đức vừa qua sẽ được thay thế. Và không loại trừ sơ đồ 4-3-3 vẫn sẽ tiếp tục được vị trí lực gia 63 tuổi dự nguyện. Ở bên kia chiến tuyến, đội tuyển Pháp gần như không gặp vấn đề gì về mặt lực lượng. Thậm chí họ còn đã nhận tin vui rằng tiền vệ Adrien Rabiot sẽ quay trở lại sau án treo giò. Và rất có thể huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ sử dụng lại anh thay thế cho vị trí của Camavinga. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, vấn đề của tuyển Pháp chỉ nằm ở khâu tấn công. Ông Deschamps có thể giữ nguyên đội hình xuất phát 4-3-1-2, nhưng chúng ta có quyền trông chờ vào những cái tên mới cho hàng công của Pháp. Tây Ban Nha đã có 3 lần vô địch Euro trong lịch sử, ngang hàng với Đức và những đội có thành tích ấn tượng nhất của giải đấu này. Trong khi Pháp cũng không hề kém cạnh khi xếp sau với 2 lần vô địch. Cả hai đội đã từng đụng độ nhau 36 lần trong lịch sử và phần thắng đang nghiêng về La Rosa. Tuy nhiên, nếu xét về đấu trường Euro, Pháp lại là đội bóng giành nhiều chiến thắng ý nghĩa hơn. Chẳng hạn như trận chung kết Euro năm 1984, Les Bleus đã đánh bại đại diện của bán đảo Iberia để có lần đầu tiên vô địch cho lịch sử. Thậm chí là lần gần nhất đối đầu với nhau, Pháp cũng đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-1 để vô địch UEFA Nations League vào năm 2021. Bản thân Mbappe cũng muốn có lần đầu tiên cùng đội bóng quê nhà vô địch Euro trong sự nghiệp, qua đó giành được lợi thế trong cuộc đua giành danh hiệu của bóng vàng năm nay. Sẽ là một trận chiến cân bằng, căng thẳng và khó lường. Pháp và Tây Ban Nha, tập thể nào lọt vào trận chung kết đều có khả năng tạo nên kịch bản trong mơ ở Berlin là nâng cao chiếc cúp bạc UEFA Euro 2024.